chào tất cả các bạn. Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Mỗi mùa chuyển nhượng đến, báo chí lại tốn vô vàn giấy mực cho những câu lạc bộ lớn và những cầu thủ lớn. Chúng ta không lạ gì với những tin đồn chuyển nhượng mua cả hệ mặt trời của MU, Barca hay Real. Về phía các cầu thủ cũng vậy. Sau khi Griezmann cập bến Barca, De Ligt tới Juventus, báo chí lại đổ dồn vào cầu thủ kỷ lục thế giới Neymar. Và trong clip ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những tin đồn về tương lai đang được vẽ ra về Neymar nhé. Barca muốn mượn Neymar. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barca chắc chắn sẽ không chi tiền mua Neymar ở hè năm nay. Nếu Paris Saint-Germain không chấp nhận trao đổi cầu thủ, họ sẽ chuyển sang hỏi mượn tiền đạo này. Cụ thể, Barca muốn mượn Neymar ở mùa giải tới, sau đó kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 200 triệu bảng. Paris Saint-Germain chắc chắn không xa lạ với cách này. Trong quá khứ, do đã chi 200 triệu bảng mua Neymar nên họ không thể mua đứt Mbappé từ Monaco. Paris Saint-Germain buộc phải mượn tiền đạo người Pháp một mùa trước khi mua đứt với giá 180 triệu euro. Neymar sẽ về Brazil chơi bóng. Chương trình El Chiringuito nhấn mạnh, không khí trong phòng thay đồ của Paris Saint-Germain đang rất ngột ngạt liên quan đến tương lai của tiền đạo Neymar. Chân sút người Brazil đã công khai ý định muốn chia tay sân công viên các hoàng tử sau hai mùa giải gắn bó để trở về đội bóng cũ Barca. Bên cạnh việc Barca và Paris Saint-Germain đang nỗ lực đàm phán để giải quyết dứt điểm tương lai của Neymar, chương trình El Chiringuito tiết lộ thêm. Một phương án nữa để giải quyết tương lai của Neymar chính là việc Paris Saint-Germain sẽ để cầu thủ 27 tuổi trở lại quê nhà Brazil để khoác áo câu lạc bộ Flamengo theo dạng cho mượn. Cha của Neymar chào mời Juventus chiêu mộ Neymar. Tin từ Mundo Deportivo, bố của Neymar, đồng thời là đại diện của anh, đã bắt đầu đi mời chào các đại gia châu Âu khác, đặc biệt là Juventus. Ông đích thân đến Torino, Ý để trao đổi với giám đốc thể thao Fabio Paratici của bà đầm già về viễn cảnh Neymar đặt chân đến Serie A. Về lý thuyết, Juventus sau khi đã có Aaron Ramsey, Adrien Rabiot và Matthijs de Ligt, họ không xem Neymar là mục tiêu chuyển nhượng vì hàng công vẫn ổn định. Tuy vậy, viễn cảnh Neymar đá cặp với Cristiano Ronaldo tạo nên cú đấm mạnh mẽ về mặt kinh doanh khiến Juve phải cân nhắc. Neymar về MU, mấu chốt ở người cha thích tiền. Năm 2013, khi Neymar gia nhập Barcelona cho đi cuộc đào tẩu lịch sử mùa hè 2017, đạo diễn thành công hai vụ chuyển nhượng lịch sử liên quan đến tương lai của con trai mình, Neymar Senior trở thành cái tên đầu tiên mà Ed Woodward và bộ sậu của MU tìm đến khi lên kế hoạch chiêu mộ Neymar Junior. Phó chủ tịch Ed Woodward luôn được biết đến là người đối đãi hào phóng với các đại diện của các cầu thủ. Và Neymar cha chắc chắn là một trong số đó. Cũng thông qua ông Neymar Senior mà truyền thông biết được rằng khi Neymar con ký kết hợp đồng với Paris Saint-Germain đã kịp thòng điều khoản tự phá vỡ hợp đồng trị giá 222 triệu euro. Nếu MU muốn có Neymar Junior thì việc của họ chỉ đơn giản là ném cho cha con nhà Neymar một khoản tiền trị giá 222 triệu euro, sau đó chờ ngày cầu thủ này đến Old Trafford ký kết hợp đồng. Neymar ở lại Paris Saint-Germain và không được ra sân đến hết mùa. Về phía các ông chủ của Paris Saint-Germain, tờ Record của Bồ Đào Nha cho hay, ông chủ của đội bóng thủ đô Paris, Ancelotti không mấy hài lòng và khẳng định sẽ không cho Neymar ra sân đến hết mùa bóng sắp tới nếu tiếp tục ý định ra đi. Ông Ancelotti trước đó cũng đã lớn tiếng răn mặt Neymar ngay từ đầu mùa chuyển nhượng hè 2019. Ông khẳng định bất cứ cầu thủ nào cũng phải có bổn phận với hợp đồng. Theo các bạn, Neymar sẽ thích hợp nhất với đội bóng nào? Hãy like, share nếu bạn thấy clip này hay và đừng quên subscribe để xem những clip thú vị tiếp theo của kênh YouTube Bàn Thắng Vàng của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!